Xin cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người. Xin chào các em, thế nào? Tất cả các em đều khỏe chứ? Rất vui được gặp các em. Anh là Nick Vujicic. Rất vui được gặp các em. Đây, có một chiếc xe lăn ở đằng kia. Đó là chiếc xe hàng hiệu BMW 7 Series của riêng anh. Anh sẽ mang nó đi tham gia chương trình Pimp My Ride và sẽ trang bị nó vài cái vành bánh xe tuyệt đẹp. Em biết những chiếc xe chạy bằng sức nước độ đầy đủ không? Em có biết những chiếc xe nó chạy hết tốc lực cỡ nào không? Anh muốn làm cho chiếc xe lăn của mình chạy cừ hơn. Như thế anh có thể vừa đi qua đường vừa reo bum bum bum. Lái xe đi thế thật là thú vị. Từ khi lọt lòng mẹ anh đã không có chân, không có tay. Và y học không thể giải thích tại sao anh lại sinh ra như thế. Anh không có chân, không có tay, nhưng anh có cái đùi gà nhỏ này. Anh gọi nó là cái đùi gà nhỏ bởi vì thứ nhất trông nó giống như cái đùi gà. Và thứ hai, đôi khi chú chó của anh tưởng đó là một cái đùi gà thật. Thật là buồn cười, thỉnh thoảng chú chó của anh đi tới và bắt đầu gặm chân anh. Và vài lần anh phải đá vào đầu nó đó. Buồn cười lắm các em ạ. Anh cũng rất thích bơi lội. Và anh thực sự có thể nổi như một chiếc áo bơi ở dưới nước. Anh giữ được người tư thế thẳng đứng như thế này này. Và anh có cái động cơ nhỏ này, nó kêu rè rè, anh lướt tới như chiếc thuyền. Lần đầu tiên người ta nhìn thấy anh, họ cảm thấy kỳ lắm, thú vị đấy. Các em nhỏ không khỏi sửng sốt. Các em biết anh thường nói gì không? Một lần một cậu bé đến chỗ anh và hỏi vì sao anh bị như vậy. Anh đến bên cậu và trả lời do khói thuốc lá đấy. Có lần một cô bé trông thấy anh và nói mẹ ơi, người hành tinh kìa. Vậy là anh đi đến chỗ cô bé và nhe răng gừ gừ. Và cô bé kêu lên a. Anh chạy theo cô bé và nói ta sẽ ăn thịt nhà ngươi. Cô bé sợ hết hồn. Với cái chân nhỏ này anh có thể viết, anh kẹp bút như thế này. Anh có thể đánh máy bằng chân và anh có học vẽ nữa. Và việc này khá thú vị. Anh có thể đánh máy 43 từ phút trên máy tính thông thường. Đó là việc kết hợp giữa gót chân và ngón chân. Và anh học sử dụng ngôn ngữ ký hiệu bằng chân. Anh đang học. Các em sẵn sàng chứ? Bình an. Thú vị không? Rất thú vị. Nào các em, hôm nay chúng ta thư giãn một chút nhé. Anh muốn kể em nghe chuyện buồn cười nhất trong tất cả các chuyện buồn cười. Một hôm anh ở trong xe hơi và từ bên ngoài, dĩ nhiên các em có thể nhìn thấy anh ở trong xe. Và các em biết rằng anh không có chân, không có tay, đúng không? Các em chỉ thấy một khuôn mặt điển trai. Và khi anh dừng xe bên đèn đỏ và một chiếc xe dừng lại bên cạnh xe anh, một cô gái ở trong xe đó nhìn anh và anh nghĩ anh vui đùa một chút nào. Anh có biết cô ta không biết rằng anh không có chân. Vậy là anh nhìn cô gái và dùng miệng lấy dây an toàn và thoát ra khỏi dây an toàn như thế này này. Và trên ghế xe anh làm như thế này. Cô gái phản ứng như thế này. Cô ta trông như thể muốn nói anh làm tôi sợ hết hồn. Thật thú vị. Anh có vài thứ muốn cho các em xem. Anh biết chơi trống, các em có tin không? Anh chơi trống thật đấy, anh chơi trống bằng răng. Anh đùa đấy. Xem này, anh có một cái máy đánh trống ở đây và chúng ta sẽ xem. Cơ bản nó là gì nhé? Nó là một bảng gồm 16 nút bấm. Và mỗi nút đại diện cho một thanh âm, đúng không nhỉ? Vậy là không phải anh đánh, đang nhấn nút play đâu, đúng không? Các em nhìn thấy chân anh không? Được rồi, nó giống như thế này này, thật đấy, được chưa? Các em có thích không? Ồ, vậy đấy. Giống như ta đang chơi rock pop hoặc bất cứ loại nhạc gì. Nhưng sau đó ta nghe thấy tiếng bụp bụp. Xin cho âm thanh to lên một chút được không? Làm ơn cho anh thêm chút hương vị của bụp bụp. Được rồi, chúng ta thử nhé. Như thế này này. Các em có thích không? Chẳng phải thật là thú vị nếu anh có thể để cái này trên xe lăn và chơi trống trong khi lái xe đi sao? Và chơi nhạc techno như thế này này. 1, 2, 3, 4. Đấy, các em có thích không? Hay không? Tuyệt. Anh có một quả bóng tennis ở đây và anh muốn cho các em thấy anh có thể đá quả bóng này đi xa đến mức nào. Nhiều người sửng sốt lắm và tự hỏi cậu làm việc đó bằng cách nào. Các em biết đấy, anh muốn cho các em thấy. Em nào tình nguyện nên bắt quả bóng nào.
Xem nào. Anh sẽ chọn em. Xin chào em, thế nào? Em có thấy tay anh chỉ không? Hãy đứng lên nào. Chào em. Tuyệt. Tên em là gì? Jack. Gì cơ, Jack? Jack, rất vui được gặp em. Em có thể giúp anh một việc không? Có lẽ em cứ đứng như vậy cũng được. Em thấy tay anh chỉ với em chứ. Bây giờ hãy đi lên phía trước. Em làm ơn nhường lối cho bạn để bạn ấy có thể di chuyển qua đám đông được không? Tốt, bây giờ hãy quay mặt về phía anh, Jack. Bây giờ anh muốn cho mọi người thấy anh có thể đá quả bóng này đi xa đến mức nào. Anh là một fan cuồng nhiệt của David Beckham. Anh thích David Beckham. Anh thích anh ấy đá trái bóng bay được vòng cung và anh cũng muốn đập đá bóng như thế. Anh muốn em lùi lại. Lùi lại nữa. Tiếp tục lùi đi, lùi nữa đi. Lùi nữa, lùi thêm chút nữa. Anh đùa đấy người anh em, anh không thể đá xa hơn, anh tiến lên phía trước nào, tuyệt vời, anh đùa thôi. Được rồi, đứng ở đó được rồi. Một cú sút quan trọng đây, vậy nên anh phải lấy đà một chút. Nào, hãy để anh. Nào. 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 Anh đùa thôi, tốt rồi. Anh chỉ muốn thử xem có thể làm các em sợ không. Chúng ta bắt đầu nào, em sẵn sàng chưa? Khi em bắt được quả bóng, đừng ném trả lại cho anh nhé. Bởi vì anh không thể bắt bóng được, em hiểu chứ? Em sẵn sàng chưa? Ta bắt đầu nhé. Khi bắt được trái bóng, em hãy đi lên sân khấu này nhé. Em sẵn sàng chưa? 1, 2. Nhìn này. Lên đây em, lên phía này. Tốt. Jack, ngày hôm nay vui vẻ chứ? Tốt, em đã bắt bóng giúp anh rồi. Tốt. Đợi đã, chưa xong đâu anh bạn. Anh muốn em đứng ở đây và quay mặt xuống đám đông được chứ? Hôm nay có điều gì mới mẻ với em không? Ở trường, mọi chuyện ở trường hôm nay thế nào? Buồn tẻ ư? Em có học được điều gì mới không? Không ư? Không. Em có bài tập về nhà không? Không ư? Được rồi, thật thú vị. Chúng ta bắt đầu nhé. Có một trò thú vị anh muốn chơi với em. Anh muốn em đặt tay trái lên bàn được không? Nhẫn đẹp đấy. Anh phải kiếm một chiếc mới được. Nhẫn đeo ngón chân, em hiểu chứ? Một ngày nào đó anh cũng sẽ đeo đồng hồ nữa. Hãy đặt cả bàn tay lên đây, tốt. Chúng ta sẽ chơi một trò chơi mang tên vỗ được không? Anh không rõ em có biết trò chơi này không, nhưng về cơ bản anh sẽ vỗ lên tay em, được chứ? Và khi anh làm như thế này này, em phải giật tay ra trước khi anh vỗ trúng em. Đó sẽ là một cuộc đua giữa tới đùi gà của anh và bàn tay của em, được không? Em sẽ có 5 lần giật tay. Và nếu trong 5 lần đó anh vỗ trượt một lần thì em thắng, em hiểu chứ? Em chỉ cần làm anh vỗ trượt một lần là em thắng. Em sẵn sàng chưa? Em nói rằng em đã có một ngày thật vui ở trường, đúng không nhỉ? Tốt đấy, sẽ có sự thay đổi đấy, được chưa nào? Anh đùa đấy, em sẵn sàng không? Em có sợ không? Em có sợ không à? Hà, được rồi. Em sẵn sàng chưa? Lần một. Vậy khi anh làm như thế này, thì em làm như thế này nhé. Chính xác, được chưa? Em phản ứng nhanh lắm. Em sẵn sàng chưa? Một. Ổn chứ? Một lần rồi nhé. Lần thứ hai này, oai. Lần thứ ba đúng không? Anh sẽ làm dễ hơn cho em. Anh thậm chí sẽ quay đi chỗ khác và nhắm mắt lại được chưa? Tay em vẫn ở nguyên chỗ đó chứ. Anh đã trải qua chuyện này vài lần rồi nên em không thể lừa anh được đâu. Anh sẽ nhắm mắt lại. Tay em vẫn ở đó, tay em vẫn còn đó không? Phải, em đã sẵn sàng chưa? 4. Anh sẽ để em thắng, ok. Hãy ôm anh nào, anh bạn nhỏ. Hãy tặng cho anh ấy một tràng pháo đi. Cảm ơn em rất nhiều, Jake. Ở đây anh có một chiếc điện thoại. Đó không phải là điện thoại di động. Nó là một điện thoại bằng thông thường. Chỉ có điều đã bị tháo khỏi ổ cắm. Anh sẽ cho các em thấy. Anh có thể búng ống nghe lên vai. Điều đó thú vị đấy. Không gì đảm bảo rằng anh có thể làm được điều đó ngay lần đầu tiên. Em sẽ làm gì khi em thất bại? Cố gắng làm lại. Rất tốt. Em nào đó nhái tiếng chuông điện thoại cho anh được không? Cảm ơn.
Anh nghe đây. Sẵn sàng chưa nào? Này, thú vị không? Tuyệt. Anh muốn nói về ngày anh bắt đầu cấp sách tới trường. Rất nhiều người đã làm anh buồn, các em hiểu anh muốn nói gì chứ? Nhiều người hay nói xấu người khác. Anh muốn nói rằng người ta đến trước mặt em và nói: này, cậu béo phì, các em biết chứ, giảm béo đi. Em về nhà và nhìn mình trong gương và em kêu lên: chết rồi, mình béo, đúng thế không? Nhiều kẻ hay nói xấu người khác. Các em biết chứ, các em quá lùn, quá cao nhồng, các em trông, tóc các em khác tóc mọi người, đại loại thế, điều đó không quan trọng. Các em ở trường, điều quan trọng là... điều quan trọng đối với mọi người là trông các em như thế nào. Và điều đó quan trọng đối với các em bởi vì nó quan trọng đối với người khác. Tại sao? Tại sao trông các em như thế nào lại là quan trọng? Bởi vì nếu họ không thích các em thì ai sẽ thích các em đây? Nếu họ không chấp nhận các em thì ai sẽ chấp nhận các em đây? Và điều đó ám ảnh chúng ta là sợ mình sẽ cô đơn. Sợ mình không đủ tốt và vậy chúng ta phải thay đổi bản thân. Rất nhiều người đã khiến anh buồn khi nói: Nick, cậu trông kỳ dị lắm, mà quay thực sự là bạn cậu đâu, cậu không thể làm được việc này, không thể làm được việc nọ. Và anh không thể thay đổi được bản thân, đâu phải anh cứ đi sửa kiểu tóc là mọi chuyện sẽ ổn. Các em biết đấy, đâu phải đơn giản như vậy. Anh không thể thay đổi được hoàn cảnh của mình. Anh thể thức dậy vào một ngày nào đó và nói: này, hãy cho tôi chân đi, tôi cần có chân tay. Các em hiểu anh muốn nói gì chứ? Như thế các em đến gặp một chuyên gia thể hình và nói: ông tạo chân tay tôi được không? Không, anh chỉ đùa thôi, chuyên gia thể hình ư, các em hiểu chứ? Anh đến gặp một người và nói: làm ơn giúp tôi một tay được không? Anh đùa thôi. Nhưng điều đó thật là khó khăn bởi vì mọi người làm anh buồn. Và anh bắt đầu tin rằng anh không đủ tốt. Anh bắt đầu tin rằng mình là một kẻ thất bại. Và anh sẽ không bao giờ trở thành một người được mọi người thích, được mọi người chấp nhận. Khó khăn lắm các em ạ, và anh thầm nghĩ, mình không thể đến sân bóng đá như mọi người. Mình không thể đi xe đạp, không thể trượt ván, mình không thể làm những việc đó. Anh bắt đầu chán nản. Anh bắt đầu nghĩ mình có mục đích gì để sống đây. Anh muốn nói rằng các em có mặt trên đời này để sống, để chết ư? Anh muốn nói không có một mục đích nào dành cho anh sao? Không mục đích nào trên đời này hay sao? Và anh có nhiều câu hỏi mà chẳng có câu trả lời nào. Và anh hỏi cha mẹ mình tại sao điều này lại xảy ra. Anh hỏi các bác sĩ tại sao điều này xảy ra. Không biết tại sao. Trong cuộc sống có những điều nằm ngoài ý muốn chúng ta, những điều chúng ta không thể thay đổi được. Và chúng ta phải sống với những điều đó. Và chúng ta phải chọn lựa giữa đầu hàng hoặc tiếp tục sống. Anh muốn hỏi các em tin vào điều gì? Các em tin vào bản thân mình? Hay tin vào sự đánh giá người khác về mình? Người ta nói rằng các em là một kẻ thất bại, các em tin người ta chứ? Các em tin là không một ai thực sự quan tâm đến các em, thích các em? Không hẳn anh muốn nói là các em cần ai đó nên nói với mình: này, tôi thực sự thích bạn, tôi thực sự quan tâm đến bạn. Không hẳn như vậy, nhưng đúng là người ta làm cho các em buồn. Người ta thậm chí không nhìn vào mắt các em. Người ta hỏi bạn ổn không và các em đáp ổn. Nhưng các em biết em thực sự không ổn mà người ta chẳng biết điều đó. Anh muốn nói là cuộc sống thực sự thú vị, cuộc sống là một hành trình. Em có thấy chiếc điện thoại này không? Cứ cho rằng anh muốn đi tới chỗ chiếc điện thoại. Và anh bắt đầu từ điểm này, anh sẽ đi tới chỗ chiếc điện thoại. Không phải là anh bắt đầu niệm thần chú hum và bay lơ lửng trên không trung. Điều đó sẽ không xảy ra, niệm sẽ chẳng có tác dụng gì, vậy nên anh sẽ không niệm. Và không nói hu, em biết đấy, làm thế chẳng có tác dụng gì, vậy nên anh phải bước từng bước một, từng bước, từng bước một. Các em chỉ có thể bước từng bước một, đừng quan tâm bước của các em lớn hay nhỏ, dài hay ngắn, cứ bước từng bước, các em không thể bước hai bước một. Các em hiểu chứ? Chỉ có thể bước từng bước một. Em bước theo hướng này và một số em bước theo hướng khác. Đôi khi em lạc đường, đôi khi em khuỵu ngã. Để minh họa cho lời nói của mình, anh sẽ nhảy từ bàn này xuống sàn kia. Được chứ? Thú vị đấy chứ? Các em sẵn sàng chưa? Chiếc đồng hồ dưới kia phải không? Các em làm ơn đếm giây được không? Tốt. Tốt. Được rồi, các em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Khi nào các em sẵn sàng, hãy cho anh biết nhé. Sẵn sàng nào? Một. Hai. Anh đùa đấy, các em tưởng thật à? Không đếm giây nữa. Nếu anh nhảy thật, anh sẽ bị gãy tay hoặc đại loại thế. Các em hiểu ý anh chứ? Quả thực trên đường đời, các em sẽ có lúc vấp ngã như thế này. Các em sẵn sàng chưa? Xin chào. Vậy các em sẽ làm gì khi các em ngã? Đứng dậy. Ai cũng biết phải đứng dậy. Bởi vì nếu không đứng dậy thì anh sẽ chẳng đi được đến đâu cả. Nhưng anh muốn nói rằng có những lúc trong cuộc đời chúng ta ngã khuỵu.
và chúng ta cảm thấy không có sức để đứng dậy nữa. Vậy là chúng ta đeo một cái mặt nạ vào và đến trường và giả vờ rằng mọi chuyện vẫn ổn, khi mà thực sự chúng ta chẳng ổn chút nào, và chúng ta về nhà nằm xuống giường và khi không ai nhìn chúng ta, khi chúng ta không phải gây ấn tượng ở bất kỳ ai, khi chúng ta trở về là chính mình, cảm giác sợ hãi ùa đến. Các em biết cái cảm giác sợ hãi mà các em cảm thấy ngay khi các em về đến cửa nhà mình chứ? Có thể đó là cảm giác sợ hãi một gia đình tan vỡ. Có thể các em hoài nghi về cuộc sống của mình. Có thể các em không biết chắc điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, và điều đó làm các em sợ. Có thể các em lo lắng về những gì người khác nghĩ về mình, nói về mình. Cảm giác sợ hãi đó làm các em tê liệt. Và hôm nay anh muốn hỏi các em nghĩ về các em có hy vọng không? Bởi vì anh xin nói với các em rằng anh ngã ở đây, ngã sấp mặt mà anh thì không có tay, không có chân. Theo lẽ thường, không có khả năng anh sẽ đứng dậy được. Anh muốn nói các em về nhà thử buộc tay, buộc chân em trai hoặc em gái của em lại. Và đẩy họ xuống sàn để xem mất bao lâu họ mới đứng dậy được. Các em hiểu ý anh chứ? Các em biết các em có thể bảo họ rằng các em sẽ gặp họ vào ngày mai. Điều quan trọng là theo lẽ thường, không có khả năng sẽ đứng dậy được. Nhưng không phải như vậy. Các em thấy không? Anh sẽ cố gắng 100 lần, cố đứng dậy, và nếu 100 lần anh thất bại. Nếu anh thất bại và anh đầu hàng, thì em sẽ nghĩ anh có dậy được không? Không. Nhưng nếu anh thất bại và anh tiếp tục cố gắng thử lại thì sao? Chừng nào anh còn cố gắng thì anh còn có cơ hội đứng dậy. Các em hiểu chứ? Chừng nào các em chưa bỏ cuộc thì chừng đó chưa phải là sự chấm hết. Việc các em còn ở đây thuyết phục các em rằng các em vẫn còn cơ hội để đứng dậy. Vẫn còn hy vọng. Ngày hôm nay anh không ở đây để nói với các em rằng anh hiểu nỗi đau của các em. Anh không biết cảm giác bị ngược đãi như thế nào. Anh không biết cảm giác bị trêu là béo như thế nào. Không biết nỗi khổ người mắc chứng rối loạn ăn uống. Anh không biết nỗi đau gia đình tan vỡ. Anh không biết những cảm giác đó. Nhưng anh biết cảm giác trái tim tan vỡ. Anh biết cảm giác cô đơn. Và anh muốn các em biết rằng anh đã tìm thấy sức mạnh trong Chúa Giê-xu, và các em sẽ tìm thấy sức mạnh trong bất cứ điều gì cho các em sức mạnh. Nhưng anh muốn nói với em rằng thất bại một lần không nghĩa là chấm hết. Điều quan trọng là chúng ta sẽ kết thúc như thế nào. Các em sẽ kết thúc một cách mạnh mẽ chăng? Và các em sẽ tìm thấy sức mạnh để đứng dậy như thế này. Làm thế nào từ trạng thái chán nản anh vươn lên trở thành người tự tin như ngày hôm nay? Bởi vì anh xin thú nhận với các em, anh đã từng rất chán nản. Khi anh 8 tuổi, anh chỉ nghĩ đến những gì mình không có được. Anh ước gì mình có chân tay, anh ước gì mình có thể làm được, nhưng anh không có thể làm được gì cả. Các em thấy anh có sự lựa chọn nào khác không? Và đây là những gì anh muốn nói ngày hôm nay. Sự lựa chọn, anh có thể tức giận với những mình không có chân tay, hoặc anh có thể cảm thấy biết ơn vì anh có cái đùi gà này. Em thấy đấy, anh vẫn có thể làm được nhiều việc. Ở nhà anh có thể tự đánh răng chải đầu, tự chuẩn bị mọi thứ cho buổi sáng. Anh đi khắp nơi thế giới, đáng kinh ngạc đấy. Nhưng anh đã phải tự đặt ra cho mình vài câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là, tôi là ai? Tôi là ai? Anh là Nick Vujicic, nhưng đó là ai? Thật là buồn cười là bạn bè xung quanh chúng ta lại quyết định chúng ta là ai. Chúng ta cần thay đổi bản thân mình, chúng ta đến trường. Mọi người xung quanh ta đều chửi thề, và thế là ta bắt đầu bắt chước họ. Tại sao? Bởi vì làm điều đó thú vị. Ai cũng chửi thề cả, và ta không muốn mình trở thành kẻ ngoài cuộc. Và ta muốn được chấp nhận, vậy nên ta bắt đầu chửi thề. Các em đi dự tiệc, mọi người đều uống rượu, và thế là các em uống. Tại sao? Ồ, mọi người xung quanh ta đều làm việc đó, quan trọng đấy. Và các em bắt đầu đánh mất mình, và các em bắt đầu đặt sự an toàn của mình vào những thú vui trước mắt. Các em bắt đầu đặt hạnh phúc của mình vào những điều không bền vững. Các em có thể uống say mềm tùy thích, nhưng sáng ra các em lại khóc trong cảm giác đau đầu vì những rắc rối còn tồn tại. Các em có muốn có cảm giác hưng phấn do ma túy mang lại trong suốt phần còn lại cuộc đời không? Mọi người đều nói, đừng dùng ma túy. Tại sao? Tại sao chúng ta lại xa vào nghiện ngập? Vì tò mò, vì bạn bè rủ rê, ép buộc, hoặc để trốn chạy khỏi thực tế. Cơ bản là như vậy. Có ba lý do, đó là lý do tại sao chúng ta lại nghiện ma túy, tình dục và rượu. Tại sao các em học sinh lại dễ xa thứ đó? Bởi vì nó mang lại cảm giác dễ chịu, đúng không? Đó là cách chúng ta xa thứ đó. Các em muốn điều gì đó,
Đúng không nào? Các em tìm cách đặt được nó, các em muốn mua thứ gì đó đúng không? Tại sao? Bởi vì thứ đó làm cho các em hạnh phúc. Và cứ thế chúng ta bước theo hướng sai lầm. Hướng sẽ đưa chúng ta đi ngày càng xa khỏi những ước mơ của mình. Ô, đừng lo, Nick, ma túy, rượu, tình dục không đưa tôi đi xa khỏi những ước mơ. Và mục đích của tôi đâu? Không đâu. Nhưng anh xin khẳng định những thứ đó sẽ đưa các em xa dần những ước mơ của các em ngày hôm nay. Bởi vì một khi các em đã nghiện rượu, nghiện ma túy, thì những thứ đó sẽ không bao giờ là đủ. Các em sẽ nhận ra điều đó. Các em thử một điều gì đó mới lạ. Và các em đi đến trường và khi mọi người làm các em buồn, còn bố mẹ các em thì nói với các em là một kẻ thất bại vì các em thi trượt. Và các em bắt đầu tin vào những lời nói không đúng sự thật ở xung quanh mình. Những lời nói rằng ta không đủ tốt và không ai muốn làm bạn với ta và rằng ta sẽ chẳng làm được điều gì ra hồn trong đời và ta không bao giờ đạt được những ước mơ, những mục tiêu mà ta mong ước đạt được hoặc mong ước mình có thể thực hiện được. Và những bước đi sai lầm này sẽ đưa các em đến gần cái giọng nói. Cái giọng nói đó nói rằng bạn không đủ tốt, bạn không đủ tốt, bạn không đủ tốt và tất cả những gì các em sẽ làm là tiến thêm một bước nữa tới gần sự sa ngã. Các em thấy đấy, các em có thể lựa chọn để biết ngày hôm nay mình nên đi đâu. Cho phép anh hỏi các em câu này nhé, các em có biết các em là ai không? Các em có muốn biết anh nghĩ các em là ai không? Các em quan tâm đến việc bạn bè nghĩ các em là ai? Các em quan tâm đến ý kiến người khác về các em? Các em muốn biết mình là ai đúng không? Các em muốn biết anh nghĩ gì về các em đúng không? Anh sẽ nói cho các em nghe. Anh không quan tâm đến các em trông như thế nào. Anh nói thực lòng đó. Nếu các em nặng 400 kg, anh vẫn đến bên các em, ôm các em và nói rằng anh yêu quý các em. Anh không quan tâm nếu các em béo lùn cao gầy. Anh không quan tâm, anh thực sự không quan tâm các em trông thế nào. Anh không quan tâm các em giỏi về cái gì. Anh quan tâm các em thích gì. Anh quan tâm các em thích nhạc rock hay androne hay không. Anh không quan tâm, anh không quan tâm. Anh quan tâm các em là một nhà toán học giỏi giang hay là một vận động viên cừ khôi hoặc chẳng giỏi giang gì cả như theo các em nghĩ. Anh vẫn sẽ đến và nói với các em rằng bản thân các em tuyệt vời như các em vốn thế. Anh biết nhiều em ở tuổi mới lớn thường ngắm mình trong gương và ước giá mình có một thân thể khác. Các em gái, các em đẹp như các em vốn thế. Các em đẹp, các em đẹp. Anh yêu quý chính con người các em, còn các chàng trai sao các em là những đấng nam nhi. Bởi vì điều đó không phụ thuộc vào việc các em trông như thế nào. Khi các em nhìn thấy anh lần đầu tiên, nhiều người trong số các em chắc cảm thấy thương cho thân anh. Bây giờ các em còn cảm thấy thương cho thân anh không? Không, không phải không. Vì sao? Bởi vì các em đã biết anh là ai. Bây giờ các em đã không còn nhớ anh không có chân tay, đúng không? Các em có muốn làm bạn của anh không? Tất nhiên là có. Tại sao? Bởi vì các em yêu quý thích con người anh không có chân tay, các em nói, thế thì đã sao nào? Vậy nên khi em nói mình có cái này hoặc mình không có cái kia, anh sẽ vặn lại, vậy thì đã sao? Anh chẳng quan tâm. Các em còn quý giá hơn cả những viên kim cương. Hơn tất cả những viên kim cương trên thế gian này, các em quý giá, mỗi trái tim đều vô giá. Các em có thể làm điều gì đó không chỉ là vì các em có thể làm được điều đó, mà còn vì điều gì sẽ khiến các em sống vui và hạnh phúc, đúng không? Cuộc sống không phải lúc nào cũng tốt đẹp, cuộc sống không phải lúc nào cũng toàn là màu hồng. Cuộc sống thực sự đáng sống thì chúng ta tìm ra được mục đích. Anh Nick ơi, em không biết mục đích sống của em là gì. Em không biết, cha mẹ em muốn em làm cái này, thầy giáo của em muốn em làm cái kia, bạn bè em muốn em lên làm điều này và em không biết làm điều gì và em bị giằng xé, em không biết phải làm gì, em phải đưa ra những quyết định quan trọng và em không biết phải làm gì. Em biết tin ai đây? Hãy nghe theo trái tim của các em. Nếu đó là con người các em muốn trở thành, nếu đó là điều các em muốn làm trong cuộc sống, thì hãy vươn tới mục tiêu ấy. Hãy tiến tới từng ngày. Chiếc điện thoại kia có thể rất xa, thực tế dường như không có khả năng ta sẽ chạm được đến nó. Cứ cho rằng chiếc điện thoại đó ở tận cuối phòng, làm sao anh có thể xuống khỏi chiếc bàn này được? Anh không thể. Làm thế nào anh có thể đến đó được? Anh không thể. Nhưng anh muốn các em biết rằng không gì là không thể. Và nếu không có khả năng, ước mơ của em sẽ thành hiện thực. Cứ cho rằng em mơ trở thành phi công, lý do đó các em không thể trở thành phi công. Có thể mắt các em vì chiều cao các em đạt tiêu chuẩn. Anh biết có những người không thể trở thành phi công. Bây giờ họ làm công việc mà họ thực sự thích làm. Các em thấy đấy, mọi sự kết hợp lại luôn là vì điều tốt. Đó là thực tế xảy ra trong cuộc sống của anh. Các em thấy đấy, chẳng có gì tốt trong tình trạng không có chân, không có tay, đúng không? Nói một cách ẩn dụ nhé. Nếu anh gõ ngón tay một cái, và tay chân các em bỗng nhiên biến mất,
thì các em có hài lòng với anh không? Các em sẽ đuổi theo anh và lấy đầu húc vào anh, đúng không? Bởi chẳng có gì tốt lành trong cái sự không có chân, không có tay. Nhưng anh yêu cuộc sống của anh. Các em có muốn biết tại sao không? Bởi vì anh đã tìm thấy một mục đích sống. Vì anh không có chân, không có tay nên tất cả các em đều đang lắng nghe anh nói. Đây có lẽ là sự chú ý cao nhất mà các em dành cho bất cứ diễn giả nào. Bởi vì những người khác chán ngắt. Các em nghĩ như vậy. Đừng lo. Anh đã từng là học sinh. Các em muốn nói anh biết gì nào? Anh cũng không quan tâm những gì mà nhiều người ắt hẳn đã nói. Họ đâu có biết anh đã và đang trải qua những gì. Họ biết nỗi đau gì nào. Nhưng các em trông thấy anh và các em hiểu anh có thể phải chịu đựng những nỗi đau nào, hiểu những gì anh đã trải qua. Và bỗng nhiên anh gặp tất cả các em và có thể đây là lần đầu tiên. Các em tin vào một cái miệng đang nói anh yêu quý các em. Và các em thậm chí không biết anh, nhưng các em thực sự tin rằng anh yêu quý các em. Các em nhận thấy đó là một tình yêu vô điều kiện. Các em không phải làm gì để anh có yêu quý các em cả. Anh yêu quý các em. Tại sao anh yêu quý các em? Bởi vì đơn giản là anh yêu quý các em. Tại sao đó là tình yêu? Đó là tình yêu vô điều kiện. Vấn đề không chỉ liên quan đến cá nhân các em, cuộc sống các em, mà liên quan mọi người xung quanh các em, đúng không? Nếu các em nghĩ mình không có mục đích, anh Nick ơi, em không biết em muốn gì, em ước muốn có thể làm được điều gì đó, em không tin nó sẽ xảy ra trong cuộc sống của em, sẽ để cho anh nói với em một điều này. Rất nhiều người gặp anh nói, Nick ơi, tôi không có mục đích sống, tôi không biết phải làm gì trong cuộc sống. Cho phép anh hỏi các em một điều, nếu các em trải qua một cuộc sống đầy đau khổ, đầy nước mắt, và đến cuối đời các em cứu được mạng sống của một người, thì cuộc sống của em có đáng sống không? Sự đau khổ xứng đáng với mạng sống của một người hay không? Nếu các em cứu được một mạng người, các em có thể hình dung ra không? Nếu như các em nhìn thấy ai đó sắp bị xe cán và lao đến cứu người đó khỏi bị tai nạn, anh ví dụ như vậy, cuộc đời các em có đáng sống không? Các em cứu được mạng sống một người, có đáng không? Thế nào? Giả sử các em gặp phải một khó khăn trong cuộc sống và các em muốn đầu hàng, các em có thể hình dung nếu một người nào đó hơn các em 10 tuổi đã trải qua chính khó khăn mà các em đang trải qua, thực sự đã trải qua. Và người đó đến gặp các em và nói, bạn biết gì không, tôi biết cảm giác của bạn, tôi đã trải qua chuyện đó rồi. Tôi trải qua những gì bạn đang trải qua, nhưng tôi vẫn sống đấy thôi. Điều đó không đủ để khích lệ các em ư? Liệu điều đó có thể cứu cuộc sống của em không? Có. Đó không phải là một mục đích để sống sao? Đó là lý do tại sao anh tin ở các em, bởi vì đó là mục đích sống lớn nhất. Đó là yêu. Thật đấy, có thể các em muốn nói rằng như thế, nghe thật sướt mướt. Anh không quan tâm. Anh yêu quý mọi người bởi vì trong tình yêu mọi người có tự do và sức mạnh. Hàng ngày các em có sự lựa chọn, các em đến trường để nói xấu người khác hoặc bàn tán về người khác. Hoặc đến với người khác và khích lệ họ. Các em có thể bước đến bên người nào đó và nói, hôm nay bạn trông dễ thương ghê. Khi các em hỏi một người nào đó có ổn không, họ nói ổn, nhưng em biết thực sự không phải vậy. Các em có thể nói, không, thực sự bạn có ổn không? Các em có thể cứu được mạng sống của ai đó. Anh có ổn không hả anh Nick? Các em cứ thử kiểm chứng mà xem. Khi anh 6 tuổi, một ngày có đến 12 người nói xấu anh dùng ngón tay đếm. 12 người nói xấu anh. Và vào cuối ngày lúc 3 giờ kém 10, anh nghĩ mình không thể chịu đựng nổi nữa. Nếu ngày hôm nay thêm một người nữa trêu mình, thì mình sẽ không thiết sống nữa. Và anh lái xe lăn chiếc BMW M7 series đến chỗ cha mẹ. Và có một bạn gái gọi to, này, Nick. Anh nghĩ, tuyệt, thêm một người nữa rồi đây. Cô bé đó đi đến chỗ anh và nói, Nick, tôi chỉ muốn cậu biết rằng hôm nay trông cậu dễ thương ghê, lòng anh như muốn reo lên. Ôi! Sức mạnh của sự khích lệ đó thật lớn lao. Chúng ta có thể cứu mạng sống một người bằng sự khích lệ. Anh nói với các em, anh đang bước đi như thế này. Bạn không đủ tốt. Người ta nói với bạn rằng không ai yêu quý bạn hết, chẳng có gì tốt đẹp với cuộc sống bạn hết. Bạn có thể làm cái này, bạn có thể làm việc nọ, không ai muốn cưới bạn. Và với tất cả những điều đó, chúng ta cảm thấy mình đang ở bên mép cái bàn và chỉ cần thêm một người nữa nói với anh rằng anh không đủ tốt, là anh sẽ rơi xuống dưới đó. Các em có biết rằng các em có thể là người đó, người sẽ đẩy người khác xuống. Các em không biết ở trường này có bao nhiêu bạn bị chứng rối loạn ăn uống. Các em không biết ở trường này có bao nhiêu người muốn làm tổn thương người khác, người ta che giấu điều đó.
Các em không biết có bao nhiêu bạn đang chán ghét cuộc sống. Các em là một trong những lý do tại sao. Các em có thể hình dung ra không? Anh chỉ nghiêm túc đấy. Tại sao? Chỉ bởi vì các em muốn đùa. Hãy trưởng thành hơn, hãy trưởng thành hơn. Anh đố ai ở cái trường này không trêu người khác từ giờ cho đến hết ngày. Anh đố các em đấy. Các em nghĩ có thể có chuyện đó không? Mọi người thường chối, ồ tôi sẽ không làm chuyện đó đâu, nhưng tất cả những người khác sẽ làm. Chính các em sẽ trở thành sự thay đổi mà các em muốn thấy. Và các em là người khiến những người khác thay đổi. Trường này sẽ trở thành ngôi trường mà trong đó mỗi người đều có một người bạn. Các em đã thấy một ai đó không có bạn không? Tại sao các em không đến với người đó và kết bạn với người ấy? Bởi vì các em sợ những gì người ta sẽ nghĩ về các em. Hãy làm điều đó đi. Hãy tỉnh dậy nào. Hãy nắm bắt lấy cơ hội đó. Hãy sống. Anh yêu cuộc sống của mình, không có gì có thể cản trở anh được. Có phải lúc nào anh cũng hạnh phúc không? Không, không, không. Phải lúc nào anh cũng hạnh phúc. Không phải lúc nào anh cũng luôn hạnh phúc. Có những lúc anh khóc. Không phải vì anh không có chân tay, điều đó không đến nỗi tệ. Anh muốn nói về những chuyện trong cuộc sống. Những chuyện khiến anh căng thẳng, khiến anh lo âu. Những người anh yêu thương họ đau khổ và anh không thể làm gì được. Điều đó như muốn giết anh. Ai trong chúng ta cũng phải trải qua chuyện này, chuyện nọ. Ai trong chúng ta cũng phải tìm kiếm một điều gì đó, tìm kiếm hạnh phúc. Các em có thể tìm được hạnh phúc. Bởi vì anh đã tìm thấy nó, các em cứ kiểm chứng mà xem các em cần phải học điều gì đó, đúng không? Các em biết bởi vì các em học điều gì đó, điều ấy được học bởi người nào đó. Và bất cứ điều gì, bất cứ ai cũng có thể học được, thì các em cũng có thể học được. Các em hiểu chứ? Làm thế nào các em biết cái này màu đen? Bởi vì người khác dạy các em rằng nó màu đen. Tại sao? Bởi vì có người biết rằng cái này màu đen. Và nhờ người khác dạy các em nên các em có thể hiểu biết được cái này màu đen. Không có gì nằm ngoài tầm với của các em hiểu anh muốn nói gì chứ? Không phải tất cả chúng ta đều giỏi toán, phải tất cả chúng ta đều giỏi các môn thể thao, phải tất cả chúng ta đều giỏi nhận biết các màu sắc. Hãy khám phá xem các em thích làm gì. Anh thích yêu thương mọi người, anh thích khích lệ mọi người, điều đó là tuyệt. Việc trọng đại nhất trên thế giới này đấy, cứu cuộc sống người khác, anh thích việc đó. Nhưng phải tất cả chúng ta đều trở thành diễn giả, phải tất cả đều làm một việc như thế thật điên rồ. Các em muốn làm gì trong cuộc đời mình? Đó ý nghĩa hơn đối với cuộc sống, bởi vì anh tìm thấy điều ý nghĩa hơn trong cuộc sống của mình và anh tin rằng đó là Chúa. Các em cũng muốn biết Chúa, tốt đấy. Anh yêu quý các em nhiều lắm. Anh yêu quý các em rất nhiều. Sự lựa chọn thuộc về các em. Anh đã lựa chọn giữ gìn sự trong trắng của mình cho đến khi anh kết hôn. Bởi vì đó là bằng chứng vượt trên cả lời nói, chứng tỏ rằng người vợ của anh xứng đáng để anh chờ đợi. Chúng ta có những lựa chọn sai lầm, đúng không? Đúng. Và có những hậu quả, những sự lựa chọn sai lầm. Anh có thể nói cả nửa giờ nữa về những hậu quả của ma túy, rượu và tình dục. Nhưng anh không có mặt đây để lên lớp với em. Anh không có ở đây để nói về ma túy, không phải về vấn đề đó. Nhưng các em chớ tin rằng các em biết mọi điều về nó. Những gì anh nói không biết, không giết chết anh được, đúng không? Người ta vẫn nói thế, đúng không? Điều đó thật ngu ngốc như thế nào? Giả sử anh có một khối u ở não và anh không biết mình có khối u, vậy nó cũng vẫn giết anh, đúng. Như thế là ngu ngốc, tất nhiên. Hãy nhìn anh và cuộc sống của anh mà xem. Anh đã có những sự lựa chọn và bây giờ anh đã được như thế này, anh được như thế này và anh hài lòng. Các em biết điều gì thú vị không? Xin lỗi, chỉ là sắp xếp chỗ ngồi thôi mà. Thế này tốt hơn rồi. Anh giơ bàn chân lên, các em thấy không? Anh muốn nói về người vợ của anh, chứ anh chưa kết hôn. Hiện giờ anh chưa biết vợ của anh là ai, các em hiểu chứ? Ok, anh biết cô ấy sẽ xuất hiện. Cô ấy sẽ xuất hiện. Em gái như em nào không có bạn trai, không có nghĩa là em không đẹp, không nghĩa là em không đáng yêu. Em không nhất thiết phải có bạn trai, em cần phải sử dụng cơ thể của mình như một sự bảo đảm để khiến em cảm thấy rằng ai đó phải cần em. Vâng, người vợ của anh sẽ xuất hiện.
Anh không có tay để nắm tay vợ mình, nhưng anh không cần phải có tay để chạm đến trái tim cô ấy. Trái tim cô ấy mới là thứ anh muốn nắm giữ. Anh xin nói với các em gái, một người đàn ông thực sự sẽ chờ đợi. Một người đàn ông thực sự sẽ không đặt cuộc sống của em vào nguy khốn nếu em không chắc chắn rằng các em sẽ ở bên nhau trong suốt cuộc đời này. Đó là lý do tại sao anh chưa quan hệ. Bởi vì anh chưa biết anh sẽ cưới ai. Tại sao lại ngủ với người khác nhỉ? Thật ngớ ngẩn. Tại sao? Bởi vì lạc thú trước mắt ư? Không, các em ạ. Thật tốt khi biết rằng anh chỉ chia sẻ đó với người con gái của anh mà thôi, người con gái của anh. Anh là người đàn ông của cô ấy và anh thích thế. Anh chị sẽ có con với nhau, anh biết điều đó. Làm thế nào anh có thể ôm các con của anh khi chúng khóc? Anh đã từng cảm thấy rằng anh sẽ làm cha kiểu gì? Các em thử nghĩ xem. Có một cô bé gái rất dễ thương của các em ạ. Bé là con của bạn anh. Bé mới 2 tuổi rưỡi. Bé đội mũ hoa màu hồng, đi giày màu hồng. Bé đứng cao gần bằng anh. Bé bước tới ôm hôn tạm biệt mọi người tại bữa tiệc của gia đình. Bé bước đến chỗ anh trong khi anh đang ngồi trên sàn nhà. Và bé chỉ nhìn anh, còn anh thì nghĩ, thú vị đấy. Bé bắt đầu nhận anh đăm đăm và anh nghĩ, một cô bé 2 tuổi rưỡi thực sự đang nghĩ gì? Chắc sẽ tếu lắm đây. Cô bé nhìn anh trong khoảng 25 giây, rồi bé hiểu ra một điều gì đó. Giống như một ngọn đèn nhỏ, các em biết không? Cô bé chợt hiểu ra, cô bé hiểu rằng anh không có tay để ôm người khác, vậy nên khi bé đến để ôm chào anh, bé vòng hai tay về phía sau lưng và ôm hôn anh bằng cổ. Anh biết chẳng phải như thế tốt hơn sao? Thật tốt. Tại sao anh lại có mặt ở đây? Anh có mặt ở đây để nói với các em rằng anh yêu quý các em. Rằng mọi chuyện sẽ ổn cả. Không phải là anh sẽ ở bên các em hàng ngày để nói điều đó. Không phải là anh hiểu những gì các em đang trải qua, nhưng ngày hôm nay anh đến đây để nói rằng các em sẽ nhớ nụ cười của anh. Và nhớ những gì anh đã nói. Các em có thể lựa chọn hoặc là khích lệ người khác hoặc là làm họ buồn. Các em có thể lựa chọn hoặc là tiến tới những mục tiêu và ước mơ của mình, hoặc là tìm đến với những thú vui thỏa mãn trước mắt. Các em có thể lựa chọn bỏ cuộc hay tiếp tục vươn lên. Bỏ cuộc hoặc đứng dậy. Khi các em vấp ngã, hãy cố gắng đứng dậy. Cố gắng, cố gắng. Anh muốn các em nhắm mắt lại. Nếu các em không muốn nhắm mắt lại, thì được thôi, hãy nhìn xuống sàn. Làm ơn đừng nói chuyện với người bên cạnh. Anh muốn hỏi các em có ổn không? Các em đang mang trong lòng gánh nặng gì? Các em đang phải kìm nén lại những giọt nước mắt nào? Các em đang giữ kín nỗi đau, nỗi sợ hãi nào trong lòng? Các em không phải kìm nén những giọt nước mắt nếu như các em bước từng bước một. Không phải là một ngày nào đó những giọt nước mắt sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng liệu các em có thể tha thứ cho những người đã làm tổn thương các em không? Bởi vì đó là nơi sự hàn gắn bắt đầu. Mỗi khi ai đó làm chúng ta buồn, chúng ta sẽ phải quyết định quan tâm đến một người nào đó khác chứ. Hãy tưởng tượng các em đang ở một vùng hoang vắng, không có nhà cửa, không có nơi trú ngụ. Mặt trời thì đang nổi giông tố. Và cơn giông tố đó tượng trưng cho những tình huống khó khăn trong cuộc đời các em. Và các em không nói cho ai biết các em đang phải trải qua những gì, bởi vì thứ nhất họ sẽ không hiểu. Thứ hai, dẫu sao họ cũng không thể giúp các em. Các em ở trong cơn giông tố và gục xuống. Các em lạnh cóng kiệt sức, các em cảm thấy như thế tất cả sắp chấm hết. Chẳng phải là các em vẫn có mặt ở đây sao? Các em vẫn đang sống. You are still here.
Các em không phải trải qua giông tố một mình đâu. Các em có thể nói chuyện với những người cố vấn, các em có thể nói chuyện với những người mà các em tin cậy. Các em có thể nói chuyện với bất cứ ai các em muốn, nhưng anh thì anh luôn muốn nói chuyện với Chúa Giê-xu. Hãy dựa vào người nào các em nghĩ có thể giúp mình được. Hãy nhìn dung người đó không thể chặn cơn giông tố lại được ngay lúc này. Nhưng người đó sẽ ôm các em, sưởi ấm cho các em cho đến khi giông tố qua đi. Bởi vì khi người đó ôm các em, giông tố vẫn còn đó, nhưng các em sẽ bình tâm lại. Bởi vì người đó luôn ở bên các em. Hãy nghĩ đến những người bạn của các em. Các em nhìn vào mắt họ và các em biết họ không thực sự hạnh phúc. Các em đi đến các cuộc liên hoan và nhìn vào mắt họ. Và các em biết rằng họ đang đau khổ. Tất cả mọi người đều cố gắng che giấu điều đó. Hôm nay các em có thể khích lệ ai đó không? Ngày hôm nay các em hãy lựa chọn điều gì đó tốt đẹp. Hãy giữ lấy niềm hy vọng đó. Các em hãy mở mắt ra nào. Hãy nhìn anh nào. Những giọt nước mắt sẽ làm cho cửa sổ tâm hồn của em trở nên sáng sủa. Đó là lý do tại sao các em cảm thấy dễ chịu hơn sau khi bật khóc. Và anh có mặt ở đây để ôm các em. Anh là một cái máy ôm. Và nếu các em muốn ôm anh, thì anh sẽ tạm dừng bài nói chuyện trong vài phút và sẽ tới cái bàn kia. Có một cái bàn ở góc kia, phía sau máy quay phim. Và anh muốn ôm các em. Và anh muốn các em ôm anh như thể các em chưa từng ôm ai bao giờ. Bởi vì trong hành động ôm nhau có sự hàn gắn. Và anh muốn nói rằng anh yêu quý các em rất nhiều. Đừng bỏ cuộc. Và hãy nên biết rằng luôn có người tin tưởng các em và yêu quý các em cho dù các em như thế nào. Đây chính xác là những gì trường học này cần. Bởi vì các em đang ở tuổi mới lớn, đang ở giai đoạn quan trọng của cuộc đời, giai đoạn khám phá mình là ai. Và các em cần phải khám phá ra điều đó. Người khác không thể nói cho các em biết các em là ai. Các em phải tự khám phá ra mình là ai. Và các em phải biết quý trọng bản thân mình, biết yêu thương bản thân mình trước khi các em có thể thay đổi môi trường của các em. Những gì anh Nick đã nói thật hữu ích. Anh Nick đã nói với các bạn trẻ rằng chúng ta trông thế nào đó không quan trọng. Mùi của chúng ta như thế nào không quan trọng. Màu mắt chúng ta thế nào không quan trọng. Ta đeo vòng tay hay không, không quan trọng. Quan trọng là con người bên trong ta. Và con người bên trong ấy là điều mà bất cứ ai cũng nên thấy. Mà nếu bạn bè ta không thấy được con người bên trong của ta thì hãy tìm kiếm những người khác biết điều đó. Ta nên tìm một ai đó. Người đó có thể nhìn thấy con người bên trong của ta, người thực sự yêu ta. You're beautiful, just the way you are. She walks busy streets looking for her next mate. Maybe he will be the one. In her mind there is more to life than being someone. But deeper down she has found the one thing to make her feel loved. So she is looking for it in all the wrong places. Just the way you are.
Cảm ơn các bạn đã cho tôi cơ hội nói trong cuộc đời của các bạn và chia sẻ câu chuyện tôi với các bạn. Tôi hy vọng các bạn đã cảm nhận được niềm phấn khởi và khích lệ để không bao giờ đầu hàng, và tôi tin là các bạn đã thực sự xúc động. Tôi rất vui nhận được tin từ các bạn. Hãy viết thư cho tôi nhé, hãy truy cập vào website của tôi. Tôi thích đọc những lá thư bày tỏ cảm nghĩ của mọi người. Những bức thư cho thấy chuyện đời tôi tác động đến người khác như thế nào. Hãy viết thư hoặc email cho tôi nhé. Tôi cũng muốn các bạn biết rằng tôi sắp xuất bản một cuốn sách cùng với các đĩa DVD. Hãy đón xem nhé. Nếu bạn gặp tôi ngoài phố, đừng ngần ngại, hãy đến làm quen và chúng ta cùng ôm hôn nhau. Tôi rất vui được gặp các bạn, và xin nhớ hãy luôn luôn hy vọng, đừng bao giờ đầu hàng.